nhiên con có được thời gian để tiếp xúc nhiều với môn toán, nhưng mà anh tin là nếu mà em có đam mê, có lòng yêu với môn toán thì chắc chắn em có thể học tốt. Và về vấn đề dài nhiều hơn thì anh tin duyên em đó là cùng quyết định là sách giáo khoa em hãy làm thật chú ý ra bài tập để cho sách giáo khoa và sách bài tập, sau đấy thì có thể tìm và làm thêm bài tập ở một trang sách tham khảo của các bạn giáo dục. Ngoài ra thì có một nguồn, một kênh thông tin mà rất là thú vị, đó là các đề thi đại học và đề thi chính thức của Bộ Giáo dục. Anh nghĩ là tôi được các em làm đề thi tỉnh bao nhiêu đề thì cái chính vẫn là các em có thể nắm chắc và hiểu để hoàn thành cái đề thi mà chính thức của Bộ Giáo dục đã đào tạo đã ra đề. Đấy thì em có thể tìm hiểu các đề thi tỉnh và môn toán, đề thi đại học không các em để có thể và có vẻ như là em bé này rất là muốn được các anh tư vấn ạ. Em có thể nói con câu hỏi của mình với anh ngồi dưới mình chưa nghe rõ. Dạ, em muốn hỏi anh là thế nào để có thể tìm ra các phương pháp giải hệ phương trình ạ? Các em có thể hệ phương trình khó hay thế ạ? Khó ạ? Anh thì từ chia sẻ với các em là ngày trước thi khối năm nay anh thi năm 2010 đến khối 2 ấy, thì các em có biết là bài hệ phương trình năm 2010 đến khối 2 không ạ? Bài đấy anh không làm được. Và thực sự là lần này anh này rất là xấu hổ, tại sao mình học liên toán rồi tuyển đúng ra cái tổng toán là hết. Thế là chỉ bài hẹn đấy, nếu mà các bài bất tiếp thì mình có thể làm được. Nhưng mà tuy nhiên là sau một khoảng thời gian như thế, anh cũng vào đại học thì anh nghiên cứu rất nhiều về chương trình. Tại vì nó cái gì đó gây cho mình sự cay cú. Thế là anh nhận thấy là chương trình không khó như mình tưởng. À, hẹn chương trình không khó là bây giờ anh đang có thể nói sơ qua các em biết là để mà giải hệ chương trình thì trước hết là các em phải xây dựng cho mình cái hệ thống tư duy giải hệ chương trình. Thế ở đây các em thử có thế nào nói cho anh được một ít những cái tư duy giải hệ chương trình không ạ? Có ai không ạ? Có ai dám nói không ạ? Khó ạ? Thế vậy là các em chưa hệ thống được là những tư duy mình cần áp dụng để giải hệ chương trình. Nếu mà anh học đi, anh sau khi quá trình làm học cả tài liệu nọ tài liệu kia, anh thấy hệ thống trong đầu anh là nó có gồm những cái loại chính nào? Thì anh nói sơ qua như này, như cái bài năm 2010 chính là tư duy tổng lý định kiến. Trong quá trình học luyện anh chưa bao giờ làm những bài kiểu như thế, và có làm những bài kiểu như thế thì nó chỉ đơn giản là e mũ x cộng x bằng e mũ y cộng y. Thế thì x bằng y là gì nữa, đúng không? Nhưng mà năm đấy nó lại giấu rất kỹ, anh chưa gặp bao giờ. Và vào cuộc thi thì mình rất là choáng, mình chưa xây dựng được cho mình cái tư duy đồng lý tiền tiến là hệ công trình nên mình bị đánh gục. Còn rất nhiều những tư duy khác thì các em trong quá trình học các em phải hệ thống ra, ví dụ như là ẩn phụ này, liên hợp này, có cái gì nữa không ạ? Đẳng cấp này, tức là rất là nhiều. Anh nhớ sơ sơ một số cái thì các em chỉ cần nhớ biết là những cái bài sử dụng tư duy đấy như thế nào. Và khi nhìn một bài toán, nếu mà nó là đồng lý cực tiến thì các em sẽ đầu tiên các em phải nhìn vào cái dấu hiệu bài toán, các cái hướng là đồng lý cực tiến thì các em đi theo hướng đó thì 99% các em sẽ ra. Tại vì hướng đầu tiên cũng là cái hướng đúng nhất, bao giờ cũng đúng nhất đấy. Thì thế nên là đấy, anh có một số kinh nghiệm chia sẻ như thế. Đấy, và, em có thắc mắc gì không ạ? Và cảm ơn những chia sẻ của anh Thiện cũng như là câu hỏi của em bé của chúng ta. Và ngay sau đây thì thầy Phương cũng rất là muốn được đặt câu hỏi cho các vị thủ khoa. Xin mời thầy ạ. Một lần nữa nói với bạn rất ngưỡng mộ em. Bây giờ xin hỏi là đang ở đây nhỉ?
và bạn là Thảo Thủy Khoa. Xin hỏi bạn ai cho bạn vâng một câu đấy. Thành tích của bạn tuyệt vời rồi. Và đặc biệt là trường hợp hoàn cảnh của Thảo đúng không? Tôi báo tôi đọc hai lời báo tin cho bạn. Bây giờ tôi hỏi bạn này. Trong cái quá trình học lớp 12 của thi đại học, các bạn ngoài những chương trình học của trường các bạn học thêm không? Và nếu học thêm thì các bạn học ba tiết nào một tuần? Dạ. Bạn học gì là biết lo lắm về cái chuyện đấy. Không, bạn thì các thầy cô cũng các em ở đây trong lớp 12 thì là cả ba năm cấp ba luôn thì em không đi học thêm ở đâu cả, không đi đi lò lên thi ở đâu cả, và chỉ có hai kiến thức mà các thầy cô ở trường chuyên đã cấp cho trường chuyên trả lời, và những kiến thức mà thầy cô ở trường chuyên là một cái nền tảng rất tốt để các em có thể phát triển nó vào thực sự cho việc thi đại học ạ. Em chỉ đi học một tháng duy nhất cuối trong lúc đi đại học, sau khi thi tốt nghiệp xong thì em đi học một tháng cuối dành cho môn văn, còn môn thi ở môn sử thì 100% này chỉ được ôn.